Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 4 bánh máy xăng. Đã rất lâu rồi bên em không có đăng một bộ 4 bánh máy xăng lên cho các bạn tham khảo. Vì vậy là có một số bạn này hỏi là bên bạn còn bán hay không, thì mình thấy giật mình, bởi vì là mình vẫn bán bộ này. Phụ tùng 3-4 bánh chế xe là thế mạnh của bên mình. Hôm nay mình sẽ đăng lên cho các bạn đây một bộ 4 bánh với tiêu chí là giá rẻ nhất và đẹp nhất. Đấy, rẻ nhất và đẹp nhất. Các bạn xem bộ này cũng không thiếu một cái gì cả. Tương đối đầy đủ đến 90%. Có cầu trước, cầu sau, 4 quả nhíp, hệ thống lái, phụ kiện nhíp, phụ kiện phanh chân, số lùi, trục các đăng. Và đặc biệt là bộ này được trang bị 4 quả bánh vuông 10, bản rộng 10 và đường kính là 45-46 cm. Nốp không xăm, bánh rất là đẹp các bạn ạ. Chọn bộ này thì giá chỉ có 9.200.000 đồng. Rất rẻ so với đợt trước. Đợt này là giá giảm rất sâu luôn, đang khuyến mại cho các bạn đấy. Các bạn hãy nhanh chân lên để đặt hàng nhé. Với một cái bộ phụ tùng như thế này thì hoàn toàn có thể làm một cái xe 4 chỗ ngồi cực kỳ sang trọng mà rất là đẹp luôn. Đẹp hay không ở cái 4 cái quả bánh này thôi. Còn khung gầm chỉ là một phần nào đấy. Vỏ viết cũng thế. Đẹp hay không đầu tiên phải là 4 cái bánh. Rất là đẹp. Bộ này thì trang bị một cái cầu này là cái cầu 87 cm. Với cái cầu 87 các bạn lắp bánh lên thì hoàn toàn có thể làm được cái xe 1 m. Tất nhiên các bạn có thể sử dụng những cái cầu có chiều dài, chiều rộng lớn hơn nữa. Cái đấy là do các bạn tùy chọn. Ở đây mình ngẫu nhiên xét một cái bộ mọi người thường sử dụng. Nó vừa mang ý nghĩa chơi chơi mà nó lại thật thật. To quá thì nó không phải là làm cái gì đấy để làm đồ chơi nữa mà nó là thực thật. Còn nhỏ quá thì nó lại là đồ chơi. Thì với cái cầu khoảng 87 cm như thế này thì các bạn có thể làm một cái xe rộng 1 m là rất đẹp luôn. 1 m thì có thể sử dụng 4 chỗ ngồi thoải mái. Đấy, chứ các bạn không lo. Bởi vì cái xe của mình kia có 80 cm, 70 cm mình còn ngồi được 2 người. Cỡ 80 cân thì chắc là hơi chật thôi, chứ còn như anh em Việt Nam mình thì 4 chỗ ngồi này là hoàn toàn bình thường. Các bạn nhớ nhé, bộ này là chỉ có 9.200.000 đồng. Đấy. Bánh thì đẹp luôn, mê ly. Chiều rộng cầu thì các bạn có thể thay đổi, giá thì điều chỉnh mấy chục nghìn thôi, không phải là vấn đề. Đấy, số lùi trục các đăng đầy đủ, phanh chân phụ kiện đầy đủ, nhíp phụ kiện đầy đủ và cầu trước, hệ thống lái vô lăng đàng hoàng. Coi như là các bạn có thể dùng bộ này để làm một chiếc 4 bánh máy xăng là hoàn toàn hợp lý. Bên em thì cung cấp cả động cơ nữa. Nếu như các bạn không mua được động cơ cũ thì có thể mua động cơ bên em, điện đóm đầy đủ luôn. Đấy, giá thành cũng rất là rẻ. Với một bộ động cơ 4 số tiến, côn tự động hoặc là côn tay và bộ dây điện đầy đủ của nó, giá chỉ có 3.400.000 đồng thôi. Giá chỉ có 3.400.000 đồng thôi. Đây, đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bạn một cái điểm nhấn của cái bộ phụ tùng này, chính là 4 cái quả bánh này. 4 quả bánh này là 4 quả bánh hợp kim, lốp không xăm, bản lốp vuông, đường bản rộng là 10 cm. Đấy, rất là đẹp. Cái bản lốp này thì các bạn có tim ốc thì vẫn bình thường là chéo 7 và vuông 10 thôi. Nó cũng giống bình thường. Hệ thống lái thì sử dụng hệ thống lái thức lái đơn, thức lái hai đầu đấy. Đối với bộ cầu này thì các bạn có thể sử dụng thức lái hai đầu hoặc thức lái một đầu đều được. Đây,
Với bộ cầu này là cầu không phanh, có hai lỗ này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Tiếp theo xin giới thiệu đến các bạn, đấy là cái hệ thống lái đây rồi. Vô lăng đây, có còi, bấm còi. Bộ nhíp, nhíp này là được trang bị nhíp 4 lá, đủ tải 4 người đến 5 người, không có vấn đề gì hết. 4 lá thì rất là êm, cao su thì cao su rất là mềm mại đấy các bạn này. Đấy, cao su này là cao su đắt nhất trong tất cả các loại cao su nhíp. Đây là những cái ốc nhíp này, ốc nhíp này toàn bộ là ốc chống trôi hết các bạn nhé. Đấy, ốc vặn vào là không thể tự trôi ra được. Và đây là cái chân phanh, chân phanh này các bạn cũng có thể tận dụng lại cái chân phanh trên xe máy cũ của nó, cái đấy thì tùy thôi. Và đây là bộ đũa phanh của nó này, đấy bộ đũa phanh này thì kéo vào cái cầu này. Đây là bộ số lùi trục cá đăng. Số lùi này thì các bạn có thể sử dụng cho máy 110 hay là máy 125, thì cái đấy là tùy. Thì các bạn khi mua hàng thì đặt trước thì báo trước giá thành thì như nhau thôi. Nó không hẳn là những cái máy 125 thì đã dùng một loại, nó chỉ phân biệt là ở cái đầu cốt nhông trước của xe máy. Thường thì những cái dòng Yamaha như Jupiter hay là Sirius thì cái cốt nhông của nó là trục 19. Còn đối với những Way Rim hay là các future thì nó dừng cốt của nó là cốt 17. Thì tốt nhất là các bạn nên đo trước rồi báo để bên em gửi cho cái hộp số này cho nó phù hợp, tránh như đổi đi đổi lại cho nó tốn thêm tiền. Đấy, đây là toàn bộ cái phụ kiện nhíp này, rất là đầy đủ luôn. Mặt bích này, ắc nhíp này, u nhíp này, đầy đủ. Đấy, mọi chi tiết đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Bên em thì có một cái đặc biệt thì có thể khác hơn một số cái chỗ mua hàng khác. Thì thường thường là khách mua hàng bên em thì phải đặt trước cho bên em độ khoảng 500 đến 700 nghìn đồng vào tài khoản, tránh tình trạng là khách mua hàng xong rồi không lấy thì sẽ làm ảnh hưởng đến những cái người khách sau. Giá thành thì bên em tính là rẻ nhất có thể, và có thể nói là rẻ nhất trên thị trường hiện nay rồi. Vì vậy thì các khách hàng thì chịu khó đặt trước cho em một ít. Đấy, thì nó chắc chắn thì bên em gửi hàng đi thì mình chỉ cần có một chút lợi nhuận là mình chấp nhận gửi thôi. Thế còn nhiều khi mà cũng không cần đặt cọc hay cái gì khác, cứ gửi cho các bạn thì một bạn bom hàng thì lại có 10 bạn khác phải chịu giá thay thế thôi. Chứ không không phải là người mua thì người ta cũng, người bán thì người ta cũng phải tính toán lợi nhuận, chứ không ai là bán không có lợi nhuận cả. Nếu như mà các bạn khác bom hàng thì cái tiền bù lỗ đấy lại phải người khác phải chịu và thay. Cho nên là bên em bán với tiêu chí là giá thì rẻ nhất có thể, và khách hàng thì chịu khó đặt cọc cho bên em một tí, gọi là thiện chí đặt hàng. Thực ra cái tiền đặt cọc của các bạn ấy thì cũng chỉ là tiền đủ tiền vận chuyển đi thôi. Chứ nếu đến nơi mà các bạn bỏ hàng thì bên em vẫn phải chịu tiền quay về, cũng không phải là đã được tiền gì của các bạn cả. Còn uy tín thì bên em bán hàng có thể là lâu nhất trên dòng trên mạng này, trên YouTube cũng được gọi là lâu nhất rồi. Từ năm 2011 đến nay. Đấy, cũng 8-9 năm rồi. Ngày xưa là bên em có làm về bên xe đạp điện, xe hai bánh tự chế đấy. Đấy, giờ thì cũng ít người đi rồi, thì bọn em đã chuyển sang buôn phụ tùng lâu rồi. Còn đấy là một chút cái chia sẻ nho nhỏ đối với khách hàng một tí.
để các bạn thông cảm và cố gắng làm sao hai bên cùng hợp tác thì sẽ nhận được cái kết quả là giá thành rẻ nhất và chất lượng là tốt nhất. Đấy. Thực ra thì nếu như các bạn mua hàng ấy mà các bạn đặt hoàn toàn 100% tiền ấy thì cái tiền vận chuyển này nó sẽ giảm rất là sâu, thường thường là giảm khoảng 100.000 so với bình thường. Cái 100.000 này tại sao mình nói vậy, đấy là cái phần trăm thu hộ mà bên vận chuyển người ta tính toán. Thì các bạn nếu như các bạn mà đặt trước 100% ấy thì khi chỉ thu tiền cước ấy thì giá thành nó sẽ rẻ đi rất nhiều. Tuy nhiên cái vấn đề này thì do cũng khách hàng thì chưa tin tưởng vào shop cho nên là nhiều khi cũng không dám đặt hết, thì cái này tâm lý thôi, thì cũng thông cảm được cho khách hàng, nhưng đấy là chia sẻ của em vậy. Thì nếu các bạn đặt được 100% ấy thì tiền cước nó sẽ giảm đi, còn bên em bán hàng thì cũng phải giữ uy tín chứ không thể lừa lọc nhau được, lừa thì không thể tồn tại lâu dài được. Đấy thì rất mong là các bạn thông cảm và ủng hộ, và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem kênh video trong thời gian vừa qua. Video của em đến đây là hết rồi. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hay là muốn làm một cái bộ sản phẩm gì thì bên em sẽ review cho các bạn xem. Bộ này là bộ nhấn mạnh cho các bạn là bộ đẹp mà lại rẻ nhé, vừa đẹp vừa rẻ là bộ này. Còn nếu rẻ nữa thì chỉ cần thay 4 cái bánh này xuống cái bánh mỏng và nhẹ hơn thì giá lúc đấy nó chỉ có khoảng 7 triệu, hơn 7 triệu một tí thôi. Cái bánh này của nó là chênh nhau tới gần 1 triệu rưỡi so với những cái bánh bình thường. Vì vậy là đối với những các bạn kinh phí nhỏ mà chơi tạm thời thì có thể đầu tư một số cái mẫu bánh rẻ hơn thì nó cũng giảm sâu đi được khoảng hơn 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Video của mình thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video.